Chào mừng tất cả quý chàng. Bên cạnh chị đó chính là chiếc xe Toyota Land Cruiser LC300 thế hệ mới nhất 2024. Và bên cạnh anh chị ở đây, một chiếc xe đã được nâng cấp lên bộ body kit VXR Trung Đông với 64 hạng mục phụ kiện. Cùng với đó thì sao ạ? Chúng tôi còn có thêm nhiều tùy chọn về phụ kiện nữa cho anh chị, như lò xo Trung Đông này, nẹp dọc nóc xe này, ốp sườn cánh cửa này, ốp sườn kèm chữ Land Cruiser này, hay đèn hậu xi nhan tuần tự, hay như một chiếc còi của Lexus 570. Bộ thảm sàn 6D 360 độ với giá niêm yết chỉ có 4.286.000 đồng. Land Cruiser LC300 của chúng tôi, một lô xe mới chuẩn bị về để giao ngay, giao sớm cho anh chị với giá cực kỳ hấp dẫn. Vậy chi tiết là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng cập nhật ngay bây giờ. Nào, chúng ta cùng chia sẻ chi tiết về cái giá niêm yết đi ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ đi ngắm nhìn cái sự nâng cấp của chiếc Land Cruiser ở thế hệ mới này. Đầu tiên là với giá niêm yết chỉ có 4.286.000 đồng, thì với màu trắng ngọc trai sẽ có mức giá cộng thêm 11.000 đồng. Đó chính là phần giá bán. Xe thì nhập khẩu nguyên chiếc rồi đúng không ạ? Động cơ thì turbo tăng áp rất là mạnh mẽ rồi. Nhưng mà nếu mà lên thêm, nâng cấp thêm bộ body kit VXR Trung Đông thì nó sẽ còn đẹp là như thế nào? Khi mà xe về màu nội thất thì sẽ có màu nội thất be và nội thất màu đen, hai màu nội thất. Còn ngoại thất thì chúng ta có nhiều màu đúng không ạ? Nhưng chủ yếu là màu đen và màu trắng là hai màu mà khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần về bộ body kit VXR Trung Đông khi mà được nâng cấp lên. Xin mời anh chị nào. Nào, chúng ta đi ngay từ phần phía đầu xe đi anh chị nhìn nhá. Đây là tổng quan 64 hạng mục. Đây là 64 hạng mục này. Thì ở phần phía đầu xe là nguyên bộ của cái bộ body kit này. Chúng ta sẽ thay toàn bộ ba đợt sốc trước. Vậy là lúc này là cái phần nan này nó sẽ to hơn. Máy quay tiến gần hơn một chút nhá. Nó sẽ to hơn. Đó, anh chị nhìn thấy nó bóng lừ đây không ạ? Chúng tôi đang phủ ceramic. Tiếp theo này, toàn bộ cái phần đèn sương mù này sẽ được hạ thấp xuống. Rất bóng đúng không ạ? Rất bóng, thành ra chúng ta sẽ quay hơi lùi ra một chút. Đó. Đây ốp chrome ở đây. Chúng ta sẽ có cái phần gì ạ? Ốp của cái phần biển số, hai tùy chọn để ốp vuông và ốp dài. Như Văn Hội nên khuyên tư vấn khách hàng nên để ốp biển dài nhìn nó trường hơn đúng không ạ? Tổng quan ở phần phía đầu rồi. Thì ở phần thân thì chúng ta có gì? Phần thân của 64 hạng mục thì chắc chắn là sẽ có ốp gáo gương nhá. Toàn bộ bậc lên xuống là thay mới. Nhưng bật mí anh chị luôn là cái ốp sườn cánh cửa này này là không nằm trong 64 hạng mục đâu nhá. Đây là anh khách hàng đặt thêm đấy ạ. Đặt thêm. Mua thêm ốp sườn. Còn chúng ta còn có thêm tùy chọn. Đây là nẹp dọc nóc xe cao theo xe. Nếu mà nó nẹp thấp thì như thế này này. Anh chị, tất nhiên đây không phải chiếc Land rồi, nhưng mà nẹp thấp thì nó sẽ chuyển sàn dao là như vậy. Đó, nó chính là về phần Văn Hội chia sẻ thêm. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ có còi Lexus 570. Đây. Tiếng còi rất đanh, rất to luôn đúng không ạ? Rồi, chúng ta còn có gì nữa nào? Đây, chúng ta còn có thêm gì nữa? Đèn hậu xi nhan tuần tự. Anh máy quay sẽ tiến vào đây. Chúng ta trước khi đến đèn hậu xi nhan tuần tự thì chúng ta sẽ xem luôn đây, Văn Hội có làm thêm cho anh khách một bộ thảm sàn 6D 360 độ. Bộ thảm sàn 6D 360 độ. Rất đẹp nhá. Rất đẹp luôn. Nẹp bước chân có đèn. Nẹp bước chân có đèn. Đấy, chị quay này, tổng quan này. Trong kia thì chúng ta đầu tư thêm một cái camera hành trình của Vietmap. Hai chế độ quay trước sau, cảnh báo tốc độ, cảnh báo phạt nguội. Rồi. Thế thì cái đèn hậu xi nhan tuần tự ở đâu ạ? Đây rồi anh chị ạ. Đây đó chính là hệ thống đèn hậu xi nhan tuần tự. Nguyên bản của xe nó chỉ ở đây thôi ạ. Nguyên bản của xe chỉ có vậy thôi nhá. Đó, anh chị nhìn thấy chi tiết không? Bây giờ Văn Hội sẽ lên đạp phanh nhá. Văn Hội sẽ lên đạp phanh để anh chị còn xem thêm. Đèn hậu này sẽ có hai tùy chọn để anh chị lựa chọn nhá. Đây, chúng ta sẽ đạp phanh. Anh chị nhìn thấy đẹp không ạ? Rất đẹp đúng không ạ? Lùi. Đó. Lùi, đạp phanh. Rất đẹp luôn. Rất tuyệt vời luôn đúng không ạ?
Rồi, chúng ta tiếp tục nào. Chúng ta đang ngắm nhìn đèn hậu xi nhan tuần tự rất mượt luôn. Thế thì nói chi tiết ở phần phía đuôi sau đi ạ. Chúng ta có tem kỷ niệm 70 năm này. Tem kỷ niệm 70 năm này. Toàn bộ ba đợt dốc sau thay nhá. Những cái nẹp này, anh chị đến nhìn những cái nẹp này nhá. Đây quay nốt, những cái nẹp này là thay hết đấy ạ. Cái hộc ba đợt sốc ở trong này cũng thay hết để nó vừa với bộ bon kit Vector Trung Đông. Tay nắm cửa, bốn tay nắm cửa cũng trong 6 thượng mục nhá. Tất nhiên rồi, anh khách đầu tư thêm dán phim 3M Crystalline này. Đó, tay nắm cửa này. Đèn xin đèn nẹp bước chân có đèn. Ở đây thì quay sâu vào trong là chúng ta nhìn thấy toàn bộ cái thảm sàn 6D 360 độ. Đây nội thất màu đen. Nội thất màu đen rất đẹp. Ở đây nếu mà một số anh chị khách hàng còn đầu tư thêm cái đèn dọi có chữ Land Cruiser, còn ở đây chúng ta đã có luôn đèn của bậc bệ rồi. Body kit thay toàn phần thì bậc bệ sẽ kín nhá. Rồi, chúng ta có gì ở đây nữa nào? Toàn bộ ba đợt sốc sau, toàn bộ ba đợt sốc sau sẽ thay hết. Thay hết luôn. Chúng ta quan trọng nhất là gì ạ? Những cái đường chrome này này nổi sáng lên đúng không ạ? Rất đẹp rồi đúng không ạ? Tem logo VXR Tutor Win Turbo. Đây, anh máy quay sẽ quay vuông ra. Anh chị nhìn thấy nó sẽ vuông hơn cái nguyên bản của xe. Đấy, phải đứng vào giữa như thế này mới nhìn thấy là sẽ vuông vức hơn nguyên bản nhá. Vuông vức hơn nguyên bản. Chúng ta mở cái cốp lên. Cốp lên thì anh khách có đặt thêm bộ gì đây ạ? Đây nhá. Chúng ta có thêm cái thảm sàn 6D 360 độ, có cả phần lưng ghế phía sau. Còn đây là hộp đèn, thay 4 đèn. 4 đèn để chuyển sang đèn hậu xi nhan tuần tự. Còn tất nhiên toàn bộ đồ cũ thì chúng tôi cũng đã cất riêng. Anh lái xe, chúng ta có chống kẹt này. Giới thiệu nhanh anh chị, không vấn đề gì cả đúng không ạ? Rất đẹp. Rất đẹp nhá. Rất gọn luôn. Vậy chúng ta còn có gì ở đây? Anh máy quay sẽ quay vào trong. Quay vào trong này. Quay trong này, nếu mà chúng ta đầu tư thêm bộ lò xo Trung Đông. Chúng ta sẽ đầu tư thêm một bộ lò xo Trung Đông nhá. Đấy. Bên kia sẽ thấy, bên kia sẽ thấy. Nhìn được ở bên kia. Nhìn được ở bên kia. Đó. Anh nhìn thấy chị vàng vàng đấy không ạ? Cái lò xo đấy không ạ? Nhá. Đấy, thì chúng ta thay cái lò xo Trung Đông. Hành trình dài hơn, êm hơn. Đây, chúng ta quay ngang thân xe đi. Ngang thân xe. Đáng đồng tiền bát gạo. Đáng đồng tiền bát gạo khi mà lên body kit VXR Trung Đông 64 hạng mục. Tùy chọn thêm được rất nhiều chi tiết. Dán phim, bọc sàn, camera hành trình hay là ốp sườn. Ngoài ra chúng ta còn có thể lắp thêm cái chữ Land Cruiser ở đây nữa. Chung là sẽ có nhiều cái tùy chọn lựa chọn cho anh chị. Còn ở bên trong này thì sao nào? Ở bên trong này một số khách hàng ở hàng ghế thứ hai. Đây ạ. Đây chúng ta quay nhanh cái phần thảm 6D 360 đi. Đó, camera hành trình cái thứ quay hết đi. Rồi, quay chi tiết nhá. Đẹp rồi đúng không ạ? Đây đây đây, chúng ta sẽ có. Nếu mà anh chị nào đầu tư thêm một bộ ghế MBS, một bộ ghế MBS vào đây nữa thì cái yên ngựa nó trườn ra phía sau thành 4 ghế thì quá đẹp luôn. Nào, bây giờ thì để như thế nào cho dễ hình dung nhỉ? Đây anh mới quay lùi ra. Quay lùi ra tổng quan xe đây. Và nội sẽ show cái hình ghế MBS lên trên màn hình. Anh chị nhìn thấy đó. Chi tiết rất đẹp luôn. Nào, chúng ta đến lại phần phía đầu xe. Ngắm lại một lần nữa ở phần phía đầu xe. Nâng cấp body kit VXR Trung Đông cho Land Cruiser LC300 chính hãng. Chính hãng anh chị nhá. Tất cả là hóa đơn đầy đủ hết luôn. Giao toàn quốc, giao tất cả các vùng miền. Nhưng đặc biệt nhất là gì ạ? Chúng tôi còn lắp đặt tận nhà, lắp đặt tận nơi và ship hàng, giao hàng toàn quốc với đội ngũ tư vấn xe hay, tay nghề cực tốt luôn. Đúng không ạ? Sẽ giúp chiếc xe của anh chị nâng cấp hơn lên, đẹp hơn. Thật tuyệt vời đúng không ạ? Nào bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tổng kết nào. Xin mời anh chị. Vừa rồi đó chính là cập nhật bảng giá cũng như chia sẻ nhanh về hình ảnh chi tiết nâng cấp 64 hạng mục cùng nhiều phụ kiện phụ trợ khác trên chiếc Land Cruiser LC300 VXR Trung Đông thế hệ hoàn toàn mới. Để nhận chương trình báo giá, lăn bánh, chi tiết cũng như hướng dẫn để lắp đặt lên bộ body kit VXR Trung Đông hay đặt còi lích xịt
đèn hậu xi nhan tuần tự, nẹp dọc nóc xe, ốp sườn, lò xo Trung Đông và nẹp bước chân có đèn, đèn dọi cánh cửa, Android box, màn hình gối đầu, dán phim, bọc sàn cam hành trình, nhiều mục khác nữa. Anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền. Đội ngũ tư vấn xe chúng tôi sẽ báo giá, giá làm bánh rất chi tiết cho anh chị. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.